Nếu các bạn đã có nhu cầu mua nick thì nhớ truy cập ngay nickdaoquen.vn nha. Link shop mình để phần mô tả. Trên shop mình đang có gần 300 nick gọi rồng, từ lớn đến bé, đủ mọi thể loại luôn nhá. Các bạn cần mua nick thì nhớ lên ủng hộ mình. Ngoài ra mình có cả từ điển bách khoa của Quý Lão để hỗ trợ các bạn làm trả lời những câu hỏi của Quý Lão một cách đơn giản nhất. Rồi, ok, xin chào bạn, chúng ta sẽ lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ đi cướp con rồng đen nhá. Đấy, bữa nay đang giữ viên 2 sao. Còn 1 giây thôi. Đó, được một viên 2 sao rồi. Thì hôm nay mình nhận ra là mình đã gần đủ đồng tiền vũ trụ rồi. Được 177.000 đồng tiền vũ trụ này. Thì cướp nó viên này xong ước ngọc rồng nữa là mình sẽ đủ tiền để mà mua kíp bư. Đó, một bộ gần đủ nha. Còn thiếu đúng viên 5 sao thôi. Thì mình sẽ qua những cái khu khác mình cướp. 15 đi. 15 thằng nào cầm đây. Biết mấy sao ta. Các bạn nhìn này. Đi luôn các bạn ạ, 6 sao. Được. Có viên 6 sao này cũng ngon. Có viên 6 sao thì mình chỉ cần ghép cái viên kia lên 5, ghép cái viên còn lại lên 5 sao là được. Ở đây là mình đang có sẵn 2 viên 6 sao nhá. Đó, ghép 2 viên này lên rồi dùng một viên 6 sao kia để ước, thế là được. Đơn giản. Các bạn cứ tin mình đi, mấy thằng này nó thấy mình cầm ngọc rồng là nó cũng đi hết mà. Không ai dám ở lại đánh nhau mình đâu. Vẫn còn đang mải đuổi ông Namek kìa. Xong rồi. Hết ngọc rồi. Anh em có 12 yểm trợ phát. Đông lắm, 12 toàn hình duyệt. Toàn đông lắm. Qua đấm mắt kiểu. Có yểm trợ đâu ấy. Cố gắng hơn Vuông ơi. Đấm chết bớt đi. Vâng rồi. Đó đấm nổi. Nó dồn mình chạy từ nãy giờ. Ờ, cố ấy. Còn 1 phút rồi. Quần đi mà chạy. Thích quần đi mà chạy. Xét quần lên mà đi. Đây là chạy. Chạy không được thì may không được nhảy. Bỏ dép ra mà chạy. Vì xin lỗi. Vũ. Đừng giống như thế. Đâu. Căng quá. Các bạn này hơi đâu có tinh thần cố gắng phết đấy. Đuổi đi. 50 giây nữa Quân ơi, cố lên. Đéo được luôn. Tí hon à. Từ con sâu bên khu 10 thôi. Đỏ giơ kết cả màn hình. Ừ, khu 10 nó dí đông lắm. Cũng đau vừa vào cũng 10 luôn. Chí cũng đông thật đấy. Lên khỉ ở, khỏi khỉ ở. Ê, đứng tất kết kìa. Ê, tao đấm thật, phát tiền hơn còn 1.000 máu. Ê, à, cướp được luôn, lấy cướp được luôn cũng 10. 13 giây, 13 giây chạy. 13 giây chạy, chạy đi chạy. 10 giây cướp được cũng 10. Chạy đi để sau cover đâu. Con này tuổi gì? Đó, chị đó, đứng cái đuôi. Ok. Được rồi. Má đồng mày sao vậy? Được rồi. Đấm chết rồi, mọi người, mỗi mình đấm chứ. Căng thẳng thật đấy. Cày lắm. Quá nhờ. Cày. Ơ kìa. Rồi, ok. Vậy là mình đã cướp xong ngọc rồng sao đen rồi các bạn. Bây giờ mình có thể nhận phần thưởng tích lũy đây nhá. Xem bao nhiêu. Được hơn 30.000 điểm đấy các bạn này, thấy không? Đó, 900.000 xu, 4 dương hoạt động và 9 điểm cống hiến. Thì mình... đây, chủ vũ trụ vừa phân phát ngọc rồng đấy. Đó, bây giờ thì ước luôn cái gì nữa. Đây. Ước luôn nha các bạn nhá. Để mình lấy 8.000 đồng tiền vũ trụ. Đó, để ước còn ngọc rồng đen thì nó chỉ như thế thôi. Quan trọng là mình lấy tiền vũ trụ để mình mua cải trang các bạn. Đó. Giờ mình có thể vào cửa hàng vũ trụ này. Rồi mình mua kit bự. Ok chưa? Đó, vẫn còn dư ra khoảng 5.000 đồng tiền các bạn ạ. Rồi. Kit bự này nó sẽ tăng cho mình 10 điểm chí mạng gốc nhá các bạn nhá. 10 điểm chí mạng gốc này, 100 chính xác và tấn công gốc nữa các bạn ạ. Đây để mình tháo cải trang này ra, mình sẽ test thử cho các bạn thấy là cái chỉ số nó tăng như nào. Ra này. Đó. Thì cái điểm tấn công gốc ấy nó khác với điểm tấn công nha các bạn nhá. Chứ không phải nó tăng 10 tấn công đâu, mà là tấn công gốc nó khác ấy các bạn. Đây, các bạn có thể thấy nhá.
tấn công của mình là 2029 đúng không? Mình mặc cái này lên thì là 2057 rồi. Đó, nó tăng thêm ít nhỉ. Nói chung là 10 điểm chí mạng gốc thì nó khoảng 30 chí mạng thôi, nó không nhiều đâu. Nó khoảng đấy. Thì mình sẽ ghép cải trang luôn nhá. À đấy, kỹ năng của nó đây. Kỹ năng của nó là tăng tốc di chuyển và tăng sát thương chóng váng. Thế thôi, nói chung là cải trang free nó chỉ thế thôi các bạn. Quan trọng là mình ghép cải trang để lấy chỉ số ấy. $200,000. Ok. Đó. Đây, cải trang mình lên 2,5 sao đấy các bạn này. 25 cái nhá. Ok chưa? Đó. Thì cái điểm chí mạng của mình sau khi 2200 này. 2082 chí mạng. Quá là ok đúng không? Rồi, thì thôi chắc là clip mình sẽ tạm dừng tại đây nha. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like nhá. Cảm ơn các bạn đã xem. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sắp tới. Bye bye.